Xin chào các anh chị và các bạn. Hôm nay Thảo xin giới thiệu cho các anh chị một phương pháp rất là hữu hiệu giúp các anh chị chủ tiệm nail có được một lượng khách hàng khi mà các anh chị mở cửa tiệm trở lại sau mùa dịch. Thì cái việc đầu tiên các anh chị phải làm, bắt buộc phải làm, đó là chuẩn bị những đầy đủ những cái phương pháp bảo đảm an toàn vệ sinh cho các khách hàng đến tiệm. Giống như là các anh chị có thể dán những cái sticker ở dưới nền để mà ngăn khoảng cách đúng 6 feet giữa các khách hàng. Các anh chị có thể sử dụng những cái dung dịch rửa tay, những cái găng tay, những cái khẩu trang chuẩn bị trong tiệm cho khách hàng của mình. Có thể có những cái hệ thống máy xịt khử trùng ở trong tiệm, cũng như là những cái spray để trên từng cái workstation cho các thợ, người thợ sau khi họ làm xong dịch vụ cho khách hàng thì họ có thể sử dụng để mà tiệt trùng cái khu vực dịch vụ của mình. Và sau khi chuẩn bị đầy đủ tất cả những cái bước ở trên thì còn một điều rất là quan trọng các anh chị phải làm và có thể làm, đó là các anh chị tận dụng cái hệ thống Go Check-in này của tụi em. Sau khi một thời gian các anh chị sử dụng thì chắc chắn là các anh chị sẽ có một lượng data khách hàng rất là nhiều ở trong hệ thống Go Check-in này. Và các anh chị chỉ cần làm một bước rất là nhỏ, đó là các anh chị nhắn một cái tin nhắn thông báo là tiệm của chúng tôi đã mở cửa trở lại và chúng tôi đã chuẩn bị rất là nhiều phương pháp cũng như là những cái bước để mà bảo đảm an toàn cho bạn và cũng như là các nhân viên của chúng tôi khi bạn đến tiệm. Thì các anh chị chỉ cần nhắn cái tin nhắn này ra thôi thì chắc chắn tất cả khách hàng sẽ biết và họ sẽ nhanh chóng quay trở lại, họ sẽ đến tiệm và sử dụng dịch vụ trong tiệm của các anh chị. Và một bước nữa là các anh chị có thể làm, đó là trong mùa dịch này thì thường các tiệm họ sẽ có những cái consent form giống như thế này. Thì đa số tiệm bây giờ họ chỉ in ra và họ để cho khách ghi vào rồi họ sẽ giữ lại. Nhưng mà Go Check-in có thể giúp các anh chị, chúng em có thể giúp các anh chị để cái consent form này vào thẳng trong hệ thống. Khi mà khách hàng check-in thì họ giống như họ cũng đã tự động họ ký vào cái form đó rồi và các anh chị có thể sau này có thể truy lại rất là dễ dàng. Điều đó cho thấy phần mềm Go Check-in thật sự có thể giúp các anh chị rất là nhiều trong cái giai đoạn mở cửa trở lại này. Bằng một tin nhắn thôi, các anh chị có thể gửi cái thông điệp của mình đến tất cả khách hàng và các khách hàng có thể biết là các anh chị đã mở cửa trở lại cũng như là có những cái biện pháp an toàn để mà có thể đến tiệm các anh chị trở lại sử dụng dịch vụ. Thì đối với các anh chị nào chưa biết phần mềm Go Check-in là gì thì đây là một hệ thống mà công ty Fastboy làm ra để giúp các anh chị chủ tiệm nail có thể giữ được cái mối liên hệ với khách của mình một cách dễ dàng hơn. Các anh chị có thể gửi ra những cái tin nhắn giúp khách quay trở lại tiệm, gửi ra những cái promotion, những cái happy birthday cho khách để mà lôi kéo khách hàng trở lại tiệm của mình. Và đặc biệt là trong mùa dịch này thì nó thật sự trở thành một cái công cụ rất là hữu hiệu để giúp các anh chị gửi những cái thông điệp của mình đến cho khách hàng. Thì nếu mà các anh chị nào có nhu cầu muốn tìm hiểu về sản phẩm này thì vui lòng liên hệ với công ty tụi em bằng cách nhấn vào cái nút lên mô ở bên dưới hoặc là gọi đến cho tụi em ở số 832-968-6668 thì sẽ có nhân viên hướng dẫn tận tình cho các anh chị. Thảo xin chào và hy vọng cái bí quyết này có thể giúp các anh chị mở cửa trở lại thật là thành công.